Hello, xin chào các bạn, mình là Lê P đây và chào mừng chào mừng các bạn trở lại với trò chơi bí kíp luyện rồng. Thì đây là cái tập mà nó nói chung là cái tập thứ mấy rồi mình cũng không để ý nữa. Nhưng mà quan trọng là ở cái tập trước là mình vừa mới triệu hồi cho các bạn coi một con rồng rất là bự. Các bạn thấy không, một con rồng khổng lồ luôn các bạn. Trời ơi, cái này mà bạn nào mà coi bằng trên tivi á nha thì các bạn sẽ thấy là cái đầu của nó là nó sẽ bự nguyên một cái tivi, nó sẽ nuốt chửng các bạn luôn á anh em. Các bạn ngồi xe xe ra nha, chứ nó nuốt chửng anh em luôn á. Kinh không, các bạn thấy kinh không? Đây là con rồng mà mình nói thiệt là phải rất là gian khổ mới triệu hồi được nó. Và mình nói chung là nếu mà bạn nào mà may mắn có được cái gói bắt á, cái gói mà mở ra được con rồng này á, thì anh em cứ mở nha, chứ mà triệu hồi giống mình là rất là khổ, phải nói là rất là khổ mới triệu hồi được giống mình. Thì anh em có điều kiện tới đâu á, mà để sở hữu con này thì cứ chơi, chứ đừng đừng có kêu là phải cố gắng cày chi cho nó mất công nha các bạn, bởi vì cày con này nó mất công lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ đào cho các bạn coi cái con này nó đẻ đấy. Các bạn coi cái con này nó đào nè. Ui sướng luôn các bạn. Khi mà con này nó bút lên á thì tất tất cái mà tất cả sẽ giảm 8 tiếng đồng hồ nha các bạn. Tất cả những cái hoạt động ở trong cái đất nước của mình á, tất cả luôn, bao gồm mọi hoạt động như là xây nhà hay là ấp ấp trứng rồng hay là cái gì luôn là nó đều giảm 8 tiếng đồng hồ các bạn à. Ôi con rồng này nó bá đạo kinh luôn. Thì nói chung là ngắm con này thì mình ngắm hoài à, không có biết ớn luôn á các bạn. Nhưng mà cái clip này là mình sẽ mang đến cho các bạn một cái rất là hay. Như các bạn cũng đã biết á, là để mà triệu hồi được cái con rồng Crimson á đấy, thì hôm tập trước á là mình đã kêu gọi rất là nhiều các bạn. Hôm tập trước là mình kêu gọi anh em là like ủng hộ mình rất nhiều. Thì mình nói chung là cái tính của mình thì anh em like để ủng hộ thôi, chứ không phải là kiểu như là like mình mới làm, không bao giờ nha các bạn. Không bao giờ là mình thề với các bạn là không bao giờ là mình có cái tính là kiểu như là phải like mình mới làm, không like tôi nghỉ, không không bao giờ mình có tính đó. Kiểu như là anh em like để mình có động lực mình quay nó sung hơn thôi, chứ không phải là mình không bao giờ có cái tính đó các bạn. Thì ok, chúng ta trở lại clip thì mình muốn nói với các bạn một điều là để mày gọi là respect con rồng này, kiểu như thể hiện cái sự tôn trọng với con rồng cuối cùng, con rồng huyền thoại cuối cùng thứ 8 này các bạn. Để mày triệu hồi được nó đã rất khó, và nói chung là để mày có sự tôn trọng nó thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip mua hết tất cả những con rồng VIP, những con rồng premium để đón con đó. Đấy, mua hết tất cả những con rồng premium luôn. Con nào có rồi thì thôi, sẵn tiện cái clip mình show cho các bạn coi luôn. Đấy, như là trong cái tất cả loài rồng mà mình có con nào chưa có premium thì mình sẽ show cho các bạn coi. Ví dụ như con này mình có nè, đấy. Đấy, ví dụ cái con này thì là một cái con rồng này nó lại vẫn còn con mà mình có rồi. Thì mình có rồi nên là mình sẽ không có show cho cái mà cho các bạn coi đấy. Kiểu như là mình không có mua mà mình chỉ show thôi. Đấy, bây giờ sẵn sẵn tiện mình cho nó ăn luôn nha các bạn, sẵn tiện cho nó ăn luôn, chứ tập sau là nó rất là tốn thời gian, nó phải là cần thiết là phải nâng cấp dân đồ khổ cực lắm, lên level rồng đồ khổ lắm, nên tập này là mình sẽ cho rồng ăn và tiến hóa cho nó lớn hết luôn cho các bạn coi. Ừ, điều kính chứ, mới level 3 thôi nha các bạn, mới level 3 thôi đấy, rồi nó bay đều các bạn. Cái mà an tâm, tập này anh em cứ mình từ từ tận hưởng, mình sẽ show hết cho các bạn coi. Rồi, ok, đó mình cho nó ăn thử nó có phun lửa hay gì không nha. Thì các bạn để ý không, view mình view kỹ cho mọi người coi, thì cái con rồng này là nó là một con khủng long, kiểu như nó giống con khủng long nhưng mà nó có cánh, và trên người của nó là bằng vàng nha các bạn, bằng vàng mà đeo những cái rìu với lại cái kiếm vàng luôn nha. Các bạn có nhìn thấy không, các bạn có nhìn thấy được không đấy, bằng vàng mà đeo kiếm với rìu vàng luôn. Khi ăn thì nó chỉ ăn cá thường thôi, chứ nó không có kiểu như là phun lửa hay là gì đấy. Khi ăn là nó không có phun lửa các bạn, nó chỉ bay bay vậy thôi. Thì càng ăn nó càng lớn thôi, nhưng mà con này thì nó chỉ là một trong số những con premium
nên là vì thế mình sẽ không có, có đi học cho nó, để mình đợi những tập sau. Những tập sau mình sẽ cho nó đi học về tiếng Hóa Titan, chứ tập này mà nó nhiều con lắm. Ok, và chúng ta đến với một con nữa, đó là con Shirin Gake. Tất cả những con rồng luôn nha, tất cả những con rồng có là đều mình cho nó lên hết luôn. Đấy, hôm nay là thỏa mãn anh em chưa? Anh em thỏa mãn chưa? Thích chưa? Đây là những con rồng mà ở cái tập mà trấn phục sinh đó các bạn. Đấy, những rồng trấn phục sinh. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Ok. Đấy, các bạn thấy nó đẹp không? U, nó lớn rồi nè. U. Mỗi con chỉ có đâu trong vòng mấy chục giây để mình show thôi, nên là cứ show diễn cho mọi người xem. Và các bạn thích con nào thì cứ comment ở dưới phần bình luận nha. Thoải mái luôn, mình làm clip là các bạn cứ cứ bình luận thoải mái. Fan mình cũng hiền lắm, không ai chửi lộn đâu. Chỉ có mấy thằng không phải fan mình nó mới vô nó chửi thôi các bạn. Mấy thằng đó mình đừng quan tâm, đúng không các bạn? Chủ yếu là mấy bạn ơi. Đây, con này đây cũng đang lớn rồi, nó ăn cũng bình thường rồi các bạn. Và con này là nó là rồng trứng phục sinh mà, nên là cái nó có đuôi bằng beo quẩy trứng phục sinh này các bạn. Đấy, không biết sau khi tiến hóa tai tình thì nó có mọc lên những cái đuôi phục sinh nữa hay không, nhưng mà thì ok, cái đó để tập sau nữa, bởi vì chúng ta có rất là nhiều rồng. Và cái con này lại thêm một con premium nữa mà mình chưa có, đó là con con Prince Elder. Con này cái thuộc họ cái con mà giống như là con rồng của cái vợ của thằng Hacker đó các bạn, nhưng mà con này là nó premium dạng hàng hiếm á. Ok, mình sẽ mua con này với giá là 30.000. Đấy, ok, chúng ta cùng đập quả trứng với mình luôn nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình hô được các bạn đếm 1, 2, 3, các bạn cùng đập quả trứng nha. 1, 2, 3. Ok. Con rồng màu hồng nha, dành tặng cho các bạn gái hoặc là những bạn thích màu hồng. Cũng các bạn nam thích màu hồng chứ bộ, đâu phải con gái mới được thích màu hồng đâu anh em. Thì con này nó không nằm trong trứng phục sinh các bạn à, nhưng mà mình sẽ cho nó ra một cái chỗ khác, tại vì nó đâu có được nằm trong trứng phục sinh đâu. Màu hồng hả? Màu hồng không được qua bên cái chỗ bên này đâu anh em. Bên này là những con rồng màu sắc. Con rồng màu hồng đi đâu tới? À, bên này còn chỗ trống nè, bên này không có rồng nè. Mình sẽ cho một con rồng màu hồng nó qua ở chung với mấy người dân đi, để nó bảo vệ mấy người dân chứ, đúng không các bạn? Rồi ok, cho nó lớn luôn nha. Ôi, con rồng này là giống như con rồng hoa anh đào các bạn à. Con rồng này là con rồng hoa anh đào. Con rồng hoa anh đào rất là dễ thương. Ồ, cho nó lớn nha, cho nó lớn á. Ok, cho nó lớn đi mấy ông, mệt mấy ông quá. Dễ thương kín. Bây giờ nó lớn mấy bạn ạ. Ôi, ôi, nó phun ra những cái tia hoa anh đào và nó bay, nó có hoa anh đào kìa. Ồ. Ồ. Trời, con này nó có hiệu ứng đẹp hết chứ. Các bạn ơi, con này nó có hiệu ứng đẹp kinh luôn. Ồ. Con này mình muốn cho nó lớn nhiều hơn nữa để coi thử nó lớn nhiều sao. Riêng con này nha, con mấy con đẹp đẹp cho lớn nhiều nhiều thôi. Là level 12, nó đi quýnh mấy cái thuyền á, để coi thử. Để coi thử. Hả? Level 12 nó lớn đẹp chứ các bạn. Ồ. Nó có hiệu ứng hoa anh đào băng tứ tung luôn các bạn à. Khi nó ăn này nó phun cái những cái tia tuyết nha các bạn. Đấy, để không những cái tia hoa anh đào. Khi nó ăn nó phun những cái tia hoa anh đào chờ. Thế đâu, khoái không, ok ok. Cho một like đi các bạn ơi, 5.000 like là bữa sau là có tập mới triệu hồi con rồng huyền thoại liền các bạn ơi. Ok, mình đụng cái này, mình đụng nó nè. Điêu nó ngủ rồi. Nói chung là cái trò này mình chơi game này mình thích cực kỳ. Có các bạn không thích thôi, chứ mình thích cực kỳ. Mà mình thích là mình like bình thường à. Mình thích mình bấm like à, cái gì đâu, ảnh hưởng gì đâu trời. Ok, thì sau 3 con đó thì chúng ta sẽ tìm tiếp, không bỏ sót bất cứ một con nào nha. Về mình thì cũng không phải kỳ thị những cái con không phải là rồng VIP, nhưng mà kiểu như là những con VIP nó có hiệu ứng, vì thế nên mình muốn coi là những con có hiệu ứng nó như thế nào thôi, chứ mình không phải kỳ thị đâu. Thì đây là cái con VIP tiếp theo mà mình có, và mình cũng đã làm clip về con này rất là nhiều rồi. Con này là cái con nằm trong bộ tộc Whispering Deep.
Bộ tộc Whispering Dead của mình nè các bạn. Mấy con khủng không à. Mấy con dạng thứ dữ không à, anh em ơi. Đây bộ tộc Whispering Dead nè. Bộ tộc Whispering Dead là nó có nguyên một cái đội hình luôn. Đấy. Giống như một cái đại gia đình nha các bạn. Đây là bộ siêu tập của mình rồi. Vì thế nên là chúng ta sẽ coi sơ qua về cái con này thôi. Với con đó là một con premium rất là đẹp. Huyền thoại của chúng ta. Boost lên cái nè. Cái con này boost lên thì cái khả năng quấn nhau sẽ tăng 85% nha các bạn. Đấy, con này nó quấn lộn rồi, con này nó chìm quấn lộn rồi các bạn. Ở chui vô kiếm đồ đó. Ok, thì chúng ta có cho con này ăn không? Ồ, cho con này đi học. 3.500 luôn các bạn, kinh vậy. 3.500 nâng cấp cái nhà Academy lên các bạn ơi. Rồi, chúng ta trở lại con rồng đó coi. Mình có nhiều rồng lắm đó, mình có nhiều rồng VIP lắm. Quan trọng là các bạn có muốn coi không thôi. Phải nâng cấp này lên nữa này các bạn, còn 76 dân nè, tập này chưa lên dân được rồi anh em ơi, không có nâng cấp lên được. Con rồng kia không trang được đâu, tập sau đi anh em ha. Tập sau là cái tập lên dân nên là con rồng này nó chưa trang được đâu. Nó muốn lên level 125 nó phải đi học các bạn à. Để trong cái trò này là bí kíp luyện rồng này. Nó muốn lên level thì nó phải đi học ở trường học cái Academy. Và nó yêu cầu là 7.600 dân thì nó mới cho đi học. Tạm thời mình muốn cho nó ăn cũng không được nữa. Ok. Thì chúng ta đến với một con tiếp theo các bạn à. Cái con tiếp theo đó là sau cái con này nha, sau cái con Tutnut Dead Ride thì nó sẽ đến là cái con Skrill Chiller. Đấy, con này là mình có rồi, con này nó trong bộ team những con rồng con rồng gì tao không quên rồi, các bạn comment giùm mình ấy, quên rồi. Con rồng nguyên tố, ok. Trời sao mà mình lại quên cái từ đó. Đấy, con này cũng đẹp các bạn. Rồi nó lớn rồi, con này nó lớn, mình có làm clip rồi các bạn ơi. Đấy, nó ăn cũng rất là dễ thương. Khi ăn rồi nó phun băng thôi. Ok, mua mấy cái gỗ và thức ăn. Clip này có thể là khá dài nha, bởi vì mình show hết rồng cho các bạn coi mà. Nên là có thể là khá dài. Ok. Chàng thứ mấy rồi, cái này tìm cũng hơi lâu á, các bạn thông cảm với mình nha. Tìm chậm chậm thôi chứ để nó bị tuột. Ok, sau cái con rồng băng đó, sau cái con rồng băng đó sẽ là con đây, sau con rồng băng số 6 này tới số 7. Số 8, số 7, số 8 không có. Thì bây giờ là mình sẽ đến với một con huyền thoại nữa. À, đó là con Storm mà con này là Rise Storm. Đấy, con premium này mình có rồi. Con này là đang nắm chùm. Nó đang là team đội hình mà những con Storm Cutter của mình. Đấy. Trời thú dữ, mấy này nó kiếm đồ xong hết rồi, nó nghỉ ngơi. Và clip này mình cũng thôi để cho nó nghỉ ngơi luôn nha các bạn. Đội hình để cho nó nghỉ đi kiếm mà rồi nó tội lắm. Bây giờ con này ăn được lên 120 nè. Trời ơi, con này bá đạo các bạn. Con này là mấy con premium nó vậy các bạn à. Trời ơi, mới còn 7.200 iron này các bạn, mới đi học á. Anh em phải đi học ở nhà Academy á. Ok. Chúng ta tiếp tục nha. Ok các bạn, tiếp theo là cái con rồng tên là Middle Strand. Thì trước đây á, là cái con rồng này là mình có rồi, nhưng mà không biết lý do vì sao mà nó bị mất. Bây giờ thì mình sẽ mua lại. Các bạn hãy cùng mình đập cái quả trứng này nha các bạn. Đây là giống như là một con rồng mà vỏ sò vậy. Con này là một con premium nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nó ở đâu đây? Ôi, cái chuồng nó hơi đặc biệt nha các bạn. Chuồng nó hơi đặc biệt, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đặt nó ra. Cho nó qua bên những vùng đất mới đi. Ok, chỗ này nó chưa có rồng nè. Nhưng mà nó chật rồi. Qua đây, ok. Ôi, cái chuồng của nó cũng khá là đặc biệt đó các bạn. Cái chuồng của nó là cái chuồng hắc ám nha. Ôi.
không biết con này lớn lên có đẹp hay không nữa. Cái chuồng nó nhìn ghê quá các bạn. Với cái màu đây mình có thể cho nó qua bên đội hình bên kia các bạn ơi, đợi mình chút xíu. Với cái màu đây mình có thể cho nó qua bên cái đội những con rồng bồng đa sắc á anh em à. Đây, đây cho nó qua những con rồng đa sắc đi. Bên này vẫn còn chỗ mà. Mình thấy nó rất là hợp. Rất là hợp với những con rồng đa sắc luôn anh em. Cái bộ sưu tập này là chính xác luôn các bạn. Hồi hồi có mấy con đẹp. Đẹp kinh. Mình nghĩ là để khỏi mất thời gian anh em á, thì những con rồng nào có rồi á thì mình sẽ không show nữa nha. Mình chỉ show những con rồng mình chưa có thôi. Thì những con có rồi thì các bạn xem những clip cũ của mình. Là mình cũng đã show rất là kỹ rồi. Bây giờ show lại nó tốn thời gian. Ok, giờ cho ăn đi. Rồi, ngon. Ui. Cũng khá đẹp chứ bộ. Ôi, con rồng này giống như con rồng độc ấy các bạn ơi. Con rồng này là con rồng hơi độc nè. Người người nó cũng nổ ra những cái độc kìa các bạn ạ. Để cho nó lên level nhiều, thử nó ra nhiều độc không ấy. Cho nó lên nhiều, ra nhiều độc kìa. Để lên 12 thử coi. Đấy, lên 12 này nó có đi quýnh lộn đó. Cái chuồng con này rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một con rồng tiếp theo. Rồi, cái con tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là một cái con tên là Royal Fireworm. Đấy, con Royal Fireworm là trước đây là mình cũng đã muốn mua để cho các bạn coi rồi. Ôi ôi, có cái trứng kìa, cái trứng phát sáng kinh rồi. Rồi, các bạn cùng mình mở quả trứng này nha các bạn, nó đang lắc kìa. Mình đếm các bạn bấm vô mở chung với mình nha. Ok. Cái trò này quen quen đúng không? Cái trò này nếu mà bạn nào ngồi TV cũng chạy tới mở chung luôn nha. Ok, các bạn bấm vô màn hình nha. 3, 2, 1. Mày đùa. Ô. Con này giống như là một... Cái con này là một con sâu ánh sáng nha các bạn. Ôi ôi, cho nó ở đây luôn đi. Cho nó ở đây luôn đi. Ôi, cái này là mật ong á các bạn. Mật ong nhưng mà cái mật ong của nó là phát sáng chứ không phải là như mật ong thường. Ôi. Nó có 8 chân nha các bạn. À, 16 cái chân luôn á. Nó có 16 cái chân. Rồi cho ăn, cho ăn. Ô. Ô. Lớn rồi. Ô, khi mình lớn lên nó có một đống sừng luôn các bạn. Khi mình lớn lên nó có một đống sừng luôn. Ui. Đẹp. Rồi ok, mình sẽ cho nó ăn thêm. Để nó ăn lại level 12 luôn. Ăn nè. Ôi, nó phun lên lửa độc rồi các bạn. Rồi. Ăn phát nữa là 12 nè. Hí. Ờ, khi mà lên level này nó phun lửa. Nó phun cái lửa độc. Ôi ôi. Ui. Đẹp các bạn. Anh em thích con này không? Ok. Chúng ta sẽ show tiếp một con rồng mới nữa nha các bạn. Và ok, mà trước khi á mà mình đi mua thêm những con rồng VIP mới á thì bây giờ mình phải đi kiểu như là đi mở rộng diện tích các bạn. Chứ khi mà mua ra không biết bỏ đâu anh em à. Đấy, mình sẽ đi đào mấy cái này. Đào hết luôn. À, mình cho nó ở chung với lại cái con rồng Purple Death nha anh em. Đấy, đào hết luôn. Clip dài các bạn coi nổi không? Bởi vì mình sẽ show hết luôn á, show hết rồng VIP để đón cái con rồng huyền thoại mà. Có mấy con nào mà mình chưa lớn nè, cho lớn luôn á. Nói chung là mình chơi khô máu với các bạn luôn. Rồi ok. Rồi sau cái con Fireworm lúc nãy á, sẽ là cái con Red Camor nha. Đấy. Còn cái con kế bên cạnh nó thì mình đã làm clip rồi. Mua luôn. Ô. Cái con rồng này là cái quả trứng của nó là hình một trái bí. Hình một trái bí các bạn.
Đó, từ từ các bạn ơi, nãy giờ mình chưa có để con chuột cho các bạn coi, sorry anh em nha. Rồi, trời, nên là vậy, kêu các bạn bấm vô, các bạn đâu có biết cái ngã bấm đâu đúng không, các bạn xin lỗi anh em nha. Bây giờ để con chuột ra anh em thấy rồi đúng không. Rồi bây giờ mình bấm vô trái bí để mở ra, các bạn đếm này, 1, 2, 3. Mở quả trứng rồng ra, đây là một con rồng bí các bạn. Đây là một con rồng bí. Thì cái chuồng của nó cũng hơi tèo, không để ở trong chuồng gà được đâu. Ra bên đây được không? Không, cái chỗ bên này cũng nhỏ xíu, không đựng được cái gì hết. Thôi cho nó lên trên đây đi. Đấy, mình đã dọn sẵn rồi. Ơ, sao nó không đủ chỗ? Sorry các bạn, vậy mình cho nó qua bên đây. Ô, bên đây có vùng mới nè anh em hả? Thôi, qua đây. Qua đây nó ở với con rồng bên đây, cái gì đâu. Đấy, một con rồng. Con rồng bí. Cho nó ăn luôn. Nó vác là những quả bí rồi các bạn. Con này đánh giá là một con premium khá cùi. Ngồi bí ra chả có gì. Nhưng mà không sao, mình cũng sưu tầm nó mà, kệ nó, sưu tầm cho vui. Sẵn tiện mình cho cái con này lớn luôn nha các bạn, đúng không? Con này là nó cũng là một con premium mà, con này như là con cóc á các bạn. Nó ăn kìa. Ôi nó lớn rồi mà nó chút xíu rồi các bạn ơi. Nó có hiệu ứng hoa nè các bạn, nó có hiệu ứng hoa cũng giống như con hoa anh đào, nhưng mà điều nó nhỏ quá chúng ta chả thấy gì. Đấy, con này nó có hiệu ứng hoa nhưng mà nó nhỏ quá, một con rồng siêu nhỏ luôn các bạn. Nó chỉ nhỏ bằng người dân à, chỉ nhỏ bằng người dân à. Chắc các bạn không thấy được con này đâu, rồi nó quá nhỏ, là con rồng nhỏ xíu. Rồi ok, từ từ mình sẽ mở rộng cái vùng đất màu đỏ trên này. Có nhiều bạn kêu anh Lì ơi, bên đây có cái vùng đất màu đỏ thiệt con nè, mở rộng đi. Ok, Ichi Pamit. Vùng đất này phải đi thuyền qua nha các bạn. Mở rộng luôn. Xây cầu ấy. Bên đây có những cái gì mới này các bạn ơi, mở rộng hết luôn. Bên đây có mấy con gà kìa các bạn. Bên đây có mấy con cừu các bạn ơi. Các bạn, vùng đất này có mấy con cừu à. Ok. Rồi được rồi, bây giờ chúng ta phải lên trên vùng này, mở rộng cho xong luôn các bạn. Con rồng này nó kiếm, vừa được kiếm sò. Rồi ok, chúng ta mở rộng cho nó xong luôn. Rồi tiếp theo sẽ là con Slimbo nha. Đấy, một con premium nữa. Con này nó giống như là một con kỳ đè các bạn. Ok, quả trứng của nó nhìn rất là đặc biệt luôn các bạn. Ok, mở chung với mình luôn nha các bạn. Anh em mở chung với mình luôn nha. Rồi cũng khá là đặc biệt. Cái chuồng ấy chứ. Cái chuồng chút tiểu rồi các bạn ơi. Con rồng này cái chuồng nhỏ hơn chuồng gà luôn các bạn. Con rồng này nhỏ hơn chuồng gà luôn á anh em. Có khi nào mình chơi một đội hình màu hồng tập trung lại với nhau không ta? Thì các bạn ơi, đợi mình chốt. Mình mới nảy sinh một ý tưởng cho cái con rồng bên kia quay. Có màu hồng đâu rồi? Có màu hồng của chúng ta đâu? Đây. Kìa, quay kia ở em. Màu hồng như bữa giờ mình có hai con à. Màu hồng phải màu hồng viết nha. Đấy, cho nó cái chuồng nó cái xe lên tí. Rồi ok. Đấy. Ôi nhưng mà cái con này là kim cương màu hồng nha các bạn. Con này là kim cương màu hồng, nhìn rất là đặc biệt. Bây giờ cho nó ăn thử. Con này mày lại gọi là con rồng anh ta. Con này mình sẽ gọi là con rồng được. Mấy con rồng màu hồng mình sẽ ở chung với nhau. Nó lớn lên cái hiệu ứng này, nó phun ra cái gì bong bóng các bạn. cái cách làm việc của con này nó giống như một cái con mình đã từng chơi rồi, mình đã từng sở hữu rồi. Đấy, cũng khá hay. Con đó nó cũng khá hay các bạn. Ok, hai con màu hồng ở chung với nhau. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái con rồng tên là Magmadon. Thì cái con bên cạnh nó là nó nằm trong bộ những con rồng nguyên tố á, mình có rồi nên là thôi. Con Magmadon là một con ở dưới núi lửa nha các bạn.
con này nó không chăm mua gì hết vậy. Con này nó bị con này nó nằm trong thuộc dạng hiếm quá các bạn ơi. Trứng của nó không thể mua, không thể gì hết. Đây là một cái trứng hiếm. Ồ, để mà sở hữu con này khó à. Đây là một cái trứng siêu hiếm nha các bạn. Không biết nó có bị lỗi gì không ta. Ở trang 29 nè. Không biết các bạn nó mua được không, mình sao mình không mua được. Trang 29. Ôi, con rồng này không mua được các bạn à. Con rồng này cũng không thể nào làm cách nào có luôn. Con rồng này là một con rồng warrior rất là hiếm. Kiểu như này nó có event sự kiện thôi, chứ mấy con rồng bên cạnh là có thể kiếm được, có thể mua được hết nè. Con này là có thể mua nè, mình có luôn rồi nè. Ôi, con Magmadon. Bạn nào có thì comment ở dưới về con Magmadon này nha. Mà về kênh đấy. Mình không có thì để tập sau mình sưu tầm. Ok, chúng ta tiếp tục. Cái con Alice Queen. Con Alice Queen là mình có rồi. Để coi nó đang ở đâu. Ở nó đang ở trong hangar các bạn. Con Alice Queen là một con rồng như con vịt vậy các bạn ơi. Để nó đang trong hangar thôi. Để cho nó ở trong này luôn nha các bạn. Ok. Nó đứng dậy không nổi luôn các bạn. Cái chuồng nó khét cùi anh em. Ôi, nó cũng có hiệu ứng kìa. Play nó đang ngồi coi. Ồ, con này cũng đẹp á. Con này cũng đẹp á, cho nó ở đây luôn đi các bạn. Cho nó ở đây luôn đi. Màu hồng, màu hường gì. Mình thấy nó ổn rồi, cho nó ở đây luôn. Ồ. Cho nó ở chính giữa luôn các bạn. Ở chính giữa nó chi, chính giữa nó chi. Rồi. Con này là nó cũng giống như là cái con hoa anh đào ấy, nhưng mà nó là cái lá của cái trái cây gì ấy các bạn. Cái lá của cái lá của trái gì á. Con này cũng khá là đặc biệt. Nên khi mà nó ăn rồi nó có phun lửa gì không? À, có phun lửa thôi. Cánh nó cũng đổi màu rất là nhiều. Cánh nó đổi màu rất là nhiều. Ok. Như dơ vậy các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục. Tới trang số 30 mấy rồi các bạn. Đây con rồng ra đây. Rồi cái con rồng tiếp theo sẽ là cái con Thorn Shader. Cũng premium luôn. Ồ, cái trứng cũng khá đẹp đấy các bạn. Ok, mình cùng mở trứng nha. Mở luôn. Mở liền luôn. Ồ. Ồ, con rồng nó nhìn cái đầu kinh đấy các bạn. Ồ, rồng bóng tối anh em ơi. Rồng bóng tối. Bóng tối. Bóng tối ở đâu kìa. Ôi, lỡ ở bên đây luôn nha các bạn. Lỡ nên cho nó ở bên đây mình khóc này. Bóng tối phải ở dưới chân của con bớt rồi đít. Ôi, cái chuồng nó xấu nhưng mà điều con rồng là rồng bóng tối. Nó cũng có vẻ quen ở trên cánh của nó này các bạn, nhìn đẹp không. Đấy, giờ cho nó lớn luôn. Rồi nó ăn kìa, rồi nó ăn con cá kìa. Ồ, trưởng à. Rất là hay, rất hay. Ok. Con này cũng tạm mà, con này mình nghĩ là đánh giá con này nó cũng được rồi, chứ không có gì. Ok, tiếp theo nha anh em. Mình đánh giá con đó là nó cũng vừa thôi, chứ không có gì. Không có, kiểu như không có gì đặc sắc đấy các bạn. Tiếp theo sẽ là một con. Con nào nãy giờ chưa thấy ta. Những con premium. Có một bạn cứ comment hỏi cái con Rancutter, để tí nữa mình sẽ cho các bạn coi về con Rancutter nha. Con Rancutter thì mình chưa biết nó như thế nào, nhưng mà nhiều bạn thích. Nó có cái con đặt tên gì tầm bậy bạn các bạn. Cái con mà đặt tên dấu mở ngọt từ lâm la, nhà làm game phá. Cứ như là lười đặt tên, không biết đặt tên gì, đặt tên bậy bạn. Ok, cái con này thì mình để làm rất là nhiều clip rồi. Ok, chúng ta đến với con Green Kiff. Rồi, con này nhìn trứng cũng khá ghê các bạn. Ok, mở trứng luôn nha anh em. Con này làm chắc có thể là một lòng độc. Nhìn màu kinh đó các bạn. Nhìn thế mà màu kinh quá. Oh shit. Con này nhìn thế màu kinh á. Phát sáng qua bên kia, quay kia ở. Phát sáng thì quay bên kia ở các bạn. Đợi tí, phát sáng qua đây ở. Phát sáng thì qua bên đây ở. Những con rồng sắc màu, ôi trời. Nó giống như con rồng màu xanh xanh đây này các bạn ạ. Nó giống như con Fireball nè. Ăn đi.
Ôi, con này với lại cái con ở trên nó khá giống nhau nha các bạn, nó có những điểm tương đồng là cái người nó phát sáng nha. Clip này không biết mình được 5.000 like không ta, sợ quá. Ui lớn rồi, trời sướng. Thế nữa mình sẽ mua con Run Kitter đó tặng cho một cái bạn mà nói chung là thường rất là nhiều thường comment nhưng mà mình hay quên đó các bạn à, mình không có làm. Ok, một bạn gái luôn á, một bạn gái luôn á các bạn, cứ kêu anh Lì ơi anh làm con Run Kitter đi, em thích lắm, thích thì thích luôn, sợ gì, thích thì chơi chứ sợ gì chờ. Ok thì để coi cái vị trí nào cho cái con Run Kitter đó đây. Cái con sâu này nhìn rất là ổn nha các bạn. Con sâu này mình thấy nó đẹp luôn á. Mình sẽ kiếm một cái vị trí cho con Run Kitter nhưng mà nha các anh em. Rồi sáng tiện con này cũng là một con premium nè. Con rồng mà có mấy cái dao ở đuôi. Con này giống như là con rồng mà cắt mấy cây trúc. Đấy. Nó cũng không có gì đẹp hết các bạn. Con này nó cũng thường quá. Không có gì nổi bật, không có hiệu ứng. Rồi. Run Kitter cho nó ở đâu ta? Run Kitter. Ok, mình sẽ dọn cái này gọn gọn lại. Con Run Kitter nó vô nó ở. Nó ở nơi có người dân chăm sóc rồi chứ. Cái ở mình tạo đúng không các bạn? Dành tặng cho các bạn fan luôn á nha. Để coi thử Run Kitter là con nào ta? Run Kitter là con nào mà nhiều người thích? Run Kitter là con này à, con này mình có rồi. Con này nằm trong Hange nè. Ok, thì nó đang nằm trong Hange, mình để cho trong Hange luôn nha các bạn. Con cho nó ăn nè. Cái con này mà chơi trường học. Con này tăng hình. Kỹ năng con này là tăng hình các bạn ơi. Đặc biệt đấy ta. Kỹ năng của con rồng lại tàng hình những bạn cho nó ăn nhiều luôn. Thì đây con Run Kitter là nó tàng hình các bạn, thì hình như là bạn đó bạn biết kỹ năng của con đó nên là bạn muốn mình làm clip cho mọi người coi. Wow, cho nó đang ngồi luôn các bạn ha. Con này là con Uncommon Run Kitter nha các bạn. Kỹ năng của nó là tàng hình. Like. Rồi những người dân hãy chăm sóc nó đi. Đấy, chỗ ghê luôn đó. Bây giờ cho ăn thử nó cái tàng hình nữa ở cả ở bên ngoài không. Wow. Đang đợi tàng hình nè. Ê, cái con này như là con rồng nước á các bạn, Run Kitter là con rồng nước á. Nhưng mà nó hết tàng hình rồi anh em à. Thôi kệ cho nó ở ngoài luôn đi. Cho mấy người dân chăm sóc nó. Ok, tặng cho bạn fan nha. Rồi bây giờ chúng ta lại đến với những con rồng huyền thoại, con rồng VIP cho bạn huyền thoại các bạn. Hồi nãy trang bao nhiêu rồi trời, hồi nãy trang bao nhiêu rồi, đây trang hồi nãy là cái con Green Kiếp này các bạn ha, con màu xanh hả. Nhưng bây giờ chúng ta đến với con rồng Silent Knight. Con này có thể mua được. Nó là một con rồng băng, một con rồng tuyết đó các bạn. Đấy, hôn trứng nó là bị ngập bởi tuyết luôn các bạn ơi, mở nè. Con này lý như là một con rồng chiến binh đấy các bạn à. Ôi, nó chỉ là một cục tuyết. Chỉ là một cục tuyết nhỏ bé thôi sao. Ok, đặt ở đây luôn. Chàn luôn đi. Chỉ là một cục tuyết nhỏ bé thôi mà là một con rồng VIP. Ui, hiệu ứng tuyết rơi, biết ngay hiệu ứng tuyết rơi mà. Nhưng mà cá nhân mình đánh giá thì con này không được đẹp lắm. Rồi, nhưng mà hiệu ứng là ổn nha các bạn. Các bạn nhìn nè, hiệu ứng là tuyết rơi. Nhưng mà mình cảm giác như là nó giống cái mạng nhện đó các bạn. Nó giống cái mạng nhện á. Nên cũng được, cái chung con này cũng được. Khi cho ăn thì phun ra tuyết. Ok. Rồi, nó đi học rồi. Rồi clip 34 phút rồi, sợ các bạn coi dài thôi à.
Bởi giờ mình bị nhiều bạn nói làm clip dài quá, em không có thời gian coi. Nghỉ chơi anh bây giờ. Các bạn nói gì ạ? Rồi ok. Hồi nãy là có cái con nào rồi ta? Rồi cái con trang 50, con Silent Knight. Bây giờ chúng ta tiếp đến là cái con này hồi nãy là có rồi đúng không? Và sau cái con đó sẽ là con X-Fang. Con X-Fang này là mình có rồi nhưng mà mình chưa có cho các bạn coi nó tiến hóa. Con này là cũng nằm trong cái những con rồng chúng phục sinh đó các bạn. Ồ lớn rồi này các bạn. lớn rồi. Nó đeo một cái đuôi của nó như là một cái quả trứng phục sinh rất là bự. Nhưng mà mình nghĩ là cái đuôi này dùng để quýt lộn các bạn. Đuôi này để quý như chơi nhau các bạn. Đi dở đây. Ngoài hiệu ứng trứng này thì nó cũng không có gì đặc biệt hết. Rồi chúng ta tiếp đến nè. Đang 50 mấy rồi đấy. Sau cái con đó sẽ là một con nữa. Con Frog đây là nãy mình tiến hóa rồi các bạn nhớ không? Con Frog đây tiến hóa rồi. Chamberon. Con này là mình thích từ lâu rồi các bạn. Ok, cùng mở trứng Chamberon các bạn. Yo. Mấy cái con Primum nó đều hiệu ứng các bạn ơi. Nó là một con rồng nước anh em. Và cái chuồng của nó rất là hào quang luôn. Chạm bên đây được. Bên đây ở không có được. Bên đây ở không được, mình bị quá chợt các bạn. Rồng nước bên đây không được. Uổng anh tê. Nước qua đây ở được không? Đấy, mình đã dọn chuồng cho tụi này ở rồi mẹ. Ok các bạn. Không, cái chuồng này là cái chuồng cũ các bạn ơi. Chuồng này là cái chuồng cũ của con rồng màu hồng nè. Ấy cái con cừu à, con cừu dễ thương người ta. Ok. Con này thì cái chuồng của nó là có ánh sáng nha các bạn. Rồi đang ăn con cá luôn kìa. Con này là phát sóng siêu âm các bạn ạ. Các bạn biết con rồng này không? Con rồng này là con rồng của cái ông che đó, nhưng mà ông che này phiên bản khác. Còn phiên bản này là phiên bản VIP. Nó đang kìa. Cũng được, nói chung là con này cũng được. Nó nghĩ nó phải làm hiệu ứng xung quanh con này thì nhìn nó mới ghê. Đúng không các bạn? Nhưng mà như vậy là cũng ổn rồi, như vậy là cũng ổn lắm rồi. Sau con đó là con nào ta? Cái con hai, cái con này là mình làm clip rồi nha các bạn. Mình trang 50 mấy rồi. Ok. Còn hết rồi đó anh em. Con gà go này mình làm clip rồi. Trang 6 mấy rồi. Tiếp theo sẽ là con Gaslit. Con này cũng giống như cái con chiến binh lửa mà hồi nãy. Nó không mua được các bạn. Con này là thuộc dạng hàng hiếm nè. Không mua được cũng không làm nhiệm vụ được luôn. Chắc là đợi event thôi. Mình cũng đâu phải là chơi xong tập này mình nghỉ đâu. Mình sẽ đợi event rồi mình. Những con hiếm mình sẽ làm riêng những cái tập hiếm đó cho các bạn coi. Con Candy về Ken thì con này nó cũng nằm trong bộ sưu tập chiến sinh phục sinh gì đó. Nó có hai đầu, con rồng hai đầu nhưng mà nó thuộc dạng premium các bạn. Hai đầu mỗi lần trang phải trang hai con chứ. Lớn rồi các bạn. một đầu con rồng hai đầu nó có một cái hay đó là một đầu nó sẽ phun ra khí ga còn một đầu phun lửa. Thì khi mà nó kết hợp lại sẽ tạo ra một cái vụ mà phun lửa rất là lớn đó các bạn. Đấy. Đâu, hai con phun lửa cho tao coi. Phun lửa. Đấy, thấy không các bạn? Thì ngoài ra nó cũng không có hiệu ứng về chuồng thì mình thấy cũng không có được đẹp lắm. Các bạn có thể bình chọn những cái con rồng VIP đẹp nhất nha, anh em cứ comment nha. Rồi. Trang 50 mấy rồi đấy các bạn. Rồi, sau con Ken sẽ là con một con Krubo. Krubo tình yêu các bạn. Con này cho phải trứng màu hồng luôn. Ok, dành tặng cho những bạn nữ. Dành tặng cho những bạn nữ. Những bạn nữ tính. Ok, mở trứng luôn. Nhìn dễ thương. Ok, cái chuồng của anh trái tim luôn. Lên đây ở. Come on. Lên đây. Ok, mình sắp xếp lại chút xíu nha. Con này thì ở bên đây. Thì con màu hồng của em kia rồi. Ok, mấy cái tụi màu hồng sống lại ở nhau chứ. Gì mới vui.
Ok các bạn thấy ổn không? Đội hình màu hồng Cutia Omewe. Cái con ở trên á, cái con hon đào thì cũng hơi hồng thôi, cam cam rồi. Giờ ở dưới là nó với con mình phải là hồng rạc luôn các bạn. Nó có hình trái tim. Ok, thả tim với các bạn luôn nè. Đây là con cái đó nha. Đây là con cái đó. Nó có nguyên một cái dòng họ luôn các bạn. Đây là con rồng mà thuộc họ con của cái thằng mập đó các bạn. Ô, nó phun ra một cái ngọn lửa màu hồng rồi anh em. Nếu mà các bạn phát hiện ra những cái điều gì đặc biệt thì cứ thoải mái comment nha. Chứ anh em đừng có giấu, đừng có nói chung là sợ, lo sợ gì. Kênh YouTube của mình anh em comment thoải mái, không ai chửi đâu. À, ok. Rồi sưu tầm. Rồi ok, chúng ta tiếp theo. Ở hồi nãy sao nó không vô luôn đi, nó bắt mình kéo mệt kinh vậy. Yeah. À các bạn biết sao không, bởi vì mình đã hoàn thành xong cái reward rồi. Reward là sao, là khi là mình đã có hết tất cả những con rồng ở trong một cái trang, như là trang 67 nè, có hết tất cả rồi thì nó sẽ tặng cho mình quà. Ok, quà là gửi vô mail rồi các bạn. Hai con này là mình đã show rồi cho các bạn coi rồi, ba con thì mình cũng đã có rồi. À bây giờ chúng ta tiếp theo là hai con này, Smoke Bomber. Kinh đấy. Ô, lại là một quả trứng khá đặc biệt. Mở luôn. Ôi, con này nó nhỏ, con này nhỏ xíu luôn các bạn. Ôi, mấy con kia đã nhỏ rồi, con này còn nhỏ. Con này nhỏ hơn luôn á trời. Nếu mà nó để nhỏ như vậy thì mình cho nó quen ở chung với cái đám cha khẩu khe chung con này đi. Thì cho nó các bạn những con nhín nhảnh nhỏ chiếu ở chung với nhau. Ủa nhưng mà cái con ở trên nó đại diện nó nhỏ hơn các bạn, nó trưởng thành rồi đó. Cái con ở trên nhảy xíu à. Con này nó có thể lớn hơn nè. Ăn đi. Ôi con này bự lắm các bạn ơi. Con này đâu có nhỏ đâu, con này bự lắm nhưng mà nó không có hiệu ứng gì hết á. Ôi nó có trưởng gì không? Không trưởng gì hết đâu các bạn ơi, con này như là một con rồng bự vậy thôi. Ok ok. Để trở lại cái con Purple Dead. Rồi. Càng 60 mấy rồi đó các bạn. Chúng ta đến với một cái con bên cạnh. Hồi nãy mình thấy có một con bên cạnh nó cũng có. Rồi. Rồng hoa. Xanh lá cây. Mở trứng luôn. 42 phút rồi các bạn. Ôi trên đầu nó có nguyên một cái bông hoa. Ôi màu xanh, nhưng mà con này nó không có màu xanh đậm lắm. Con này cũng đẹp. Con này cũng đẹp các bạn à. Cho nó vô, cho nó vô. Ô rồng này rồng lá cây, nó không có một chút hiệu ứng nào hết. Nó là một con rồng lá cây các bạn à, lớn luôn nè. Ở trên đầu nó có cái bông hoa nở. Rồi con này nó không có hiệu ứng gì hết. Rồi nhưng mà dù sao nó cũng là thuộc hàng VIP. Rồi kệ, không sao. Công tình nó làm ra con rồng VIP thì phải làm hiệu ứng chứ, không nhà làm game của bắp thiệt, đúng không các bạn? Rồi hai con này để xong đúng không, bây giờ chúng ta đến con này nè. Con này là con rồng của ông cha nè. Trời, con rồng này là đa sắc, con rồng này là rất là đẹp, cũng có 30.000 thôi. Ôi mấy trứng à, mở luôn. Bò luôn các bạn. Đúng rồi, con bò ở trong dưới lá cây chứ. Nhưng mà sao cái chuồng của nó không có hiệu ứng các bạn. Chuồng tèo quá anh em ơi. Con rồng đẹp mà cái chuồng nó bình thường à anh em à. Tại sao nhà làm game lại thiên vị đến như vậy. Con rồng nó đẹp lắm. Con rồng đẹp kinh mà. Nhà làm game thiên vị quá. Ok thì bây giờ mình sẽ qua bên cái vùng bên này mình đèo. Mình đèo cho tụi nó ở nha. Đấy mình đèo bên đây đi. Đèo bên đây cho nó ở với con cù á, con cù á tạo á. Nên là rừng lá đỏ. Hồi nãy giờ các bạn để ý con rồng này thì anh em cứ comment nha. Bạn nào mà thích xong rồi giải thích là vì sao mình thích á, rồi được nhiều người like là mình sẽ ghim cái bình luận nó lên trên đầu luôn nha các bạn. Em chịu không? Trời, đèo mấy cây này tốn một đống thời gian luôn các bạn. Đúng giờ nhiều lắm á, cục đá rồi một đống người tao đào luôn. Ôi ơi.
Ok, mình đã chèn qua bên này ở rồi. Vùng bên này nó cũng rộng á các bạn, nguyên một khu rừng lá đỏ luôn nè. Nhưng mà sao trong map này nó không có vùng hai rừng gây các bạn hả? Cái vùng hai rừng gây là cái vùng mà bí kíp lượng rồng 3 đó. À, cái game này nó ra trước khi bí kíp lượng rồng 3 mà anh em. À, ok. Được luôn. Chúng ta thấy được một con cừu. Một con cừu mang lại một món quà. Ok. Hồi nãy là... Ôi còn khá nhiều con á các bạn. Còn khá nhiều con á. Ôi. Hồi nãy là chúng ta mua con rồng Ranflow đúng không? Bây giờ là đến cái con rồng này. Một con rồng nhìn nó hơi bẩn bẩn các bạn, nhìn nó hơi dơ. Thấp luôn, nở luôn. Ôi. Nhưng mà cũng dễ thương như bộ. À con rồng em là một con rồng nghiên cứu về sách các bạn, nó rất là thông minh các bạn. Nhìn con rồng nó sách không à. À. Con rồng này giống như là con rồng ngàn năm đi học. Đấy, anh em phải học hỏi con rồng này nha. Rồi. Nó chỉ có thế thôi các bạn ơi, con rồng này chỉ có thế thôi, tào lao thiệt. Tào lao con rồng của bác. À, ok. Để tiếp. Chàng gần cuối luôn rồi các bạn. Hồi nãy là cái con rồng con rồng đây đúng không? Cái con chặt cây này này là có rồi đúng không? Con cái con mà chém cái cây trúc á. Bây giờ chúng ta còn Infernier. Ồ con này nhìn đẹp chứ. Ồ quả trứng á. Ồ. Trứng nhìn kinh đó các bạn. Ồ. Ồ. Ồ con này mình nó phát sáng nhiều hơn nữa cho nó qua đội 7 màu các bạn. Con này màu cũng đẹp nhưng mà điều nó không phát sáng. Chuồng không hiệu ứng các bạn à, càng về sau sao cái nhà làm game làm về rồng không có làm hiệu ứng chuồng ta. Con này mà làm hiệu ứng hoặc là phát sáng đẹp là con này cũng đẹp lắm luôn á các bạn. Dạng đỉnh luôn đó. Chứ không vừa đâu. Đúng rồi anh em, con này là nói chung cũng đẹp mà. Mỗi con là nó đều có một cái cốt truyện riêng á, chứ không phải là tàu lao đâu. Ok. Sau cái con đó thì mình sẽ đến cái con Pizilor. Thôi con này là mua được rồi, mình hết tiền luôn các bạn. Kinh vậy. Kinh mà hết tiền luôn em. Đợi chút xíu nha. Ôi nãy giờ mua 500 ngàn tiền hết. Ok các bạn mua lại nè. Trời vừa mới có tiền. Ok. Quả trứng này nhìn cũng rất là ngầu luôn các bạn. Ui. Ôi con này nhìn. Con này giống như là băng Akatsuki trong Naruto ấy. Đây là một con rồng lava các bạn. Ở bên đây là đẹp rồi, ở bên đây là đúng rồi. Ở bên khu rừng lá đỏ là đúng rồi. Nhưng mà cái chuồng người ta cũng không có làm hiệu ứng các bạn. Ôi. Cái chuồng người ta cũng không làm hiệu ứng là con rồng này cũng không có hiệu ứng luôn. Cái level 4 này nó cũng quậy à các bạn. Cũng quậy à. Ok. Hình như là những con rồng ở khúc dưới là nhà làm game làm biến rồi các bạn ơi. Nhà làm game quá lười, không cho hiệu ứng gì hết. Chúng ta vừa mới triệu hồi con này đúng không? Bây giờ tiếp theo là con Monpiece Six nè. Ồ, một con giống như con Indominus Red rồi ta. Con này y con Indominus Red. Ồ. Giống các bạn, giống luôn. Ồ, con này là một con rồng nước. Nhìn vậy mà nó là một con rồng nước ta. Nó không có hiệu ứng nhưng mà nhìn đẹp. Ồ. Cái ngầu. Mới đây mà ba mày bự vậy sao? Càng về sau là nhìn làm game không có làm hiệu ứng các bạn. Chỉ làm rồng thôi. Nhưng mà mình thấy con này cũng ok, nhìn khá đẹp. Các bạn nào bình chọn cho con này không? Nhìn nó giống như con khủng long Indominus Red gì á. Nhìn đẹp lắm. Oh.
Ok, mình sẽ đào thêm mấy cái cây. Con cụ lên đây nó ở. Ok. Tiếp theo sẽ là con một con nữa. Đó là một con rồng kỳ lân các bạn. Mùa lưu. Con này chắc cái lễ hội Luna Lưu Gia mà. Con rồng như con lân ấy. Anh em được, anh em được. Ở khúc dưới là nhà làm game làm không có làm hiệu ứng các bạn, tất cả luôn đều không làm hiệu ứng luôn các bạn ơi. Nãy giờ mình để ý luôn á, kiểu như là người ta làm tới đó hết kinh phí cho nhân viên rồi nên là nhân viên lười vẫy. Ok, sau con Luna New Year sẽ là cái con Steam Reaper. Nó là một con rồng mà bằng trứng các bạn. Này có hiệu ứng nè. Nó là cũng là một con rồng nước nhưng mà cái nước của nó là nước sô cô la. Nước sô cô la các bạn ơi, từ cho con này nó xe qua chút xíu ấy, nó khỏi chia con rồng kia cái. Không có sao quay được. Con này sao quay được không? Ok được nè. Đấy. Con rồng này là nó ở trong nước sô cô la các bạn ơi, nó là con rồng kẹo sô cô la. Ừ, sướng hơn con này, như con này sướng hơn, nó được ăn uống ở trong sô cô la kìa. Chạy xuống nước luôn mày. Nó không xuống nước các bạn ạ. đừng nói nó không xuống nước được nha. Ngập trong sô cô la đi. Đấy, tắm trong sô cô la kìa, điều sướng chưa. Nó là rồng kẹo sô cô la đó. Đấy, ít nhất là con rồng phải dậy chứ. Ok, mình đèo thêm một chút xíu bên này nữa. Sắp hết rồi các bạn ơi. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình cho tập này nó nhiều like để mà tập sau mình triệu hồi con rồng huyền thoại cuối cùng của cái trò chơi này luôn nha các bạn. Khó đây chứ không phải đùa đâu các bạn ơi. Lên dân là khổ nhất trên đời luôn đó. Rồi ok. Đó rồi. Còn một con nữa, đó là con cái con rồng mới đây mà hết tiền rồi. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ đang nói chung là quay ngon lành kia nó bị lag ha, không nó không cho vô là mình phải cố gắng đăng nhập. Thì cái trò chơi này là nó dạy các bạn à. Nếu mà clip các bạn coi dài thì ngay từ đầu là mình cũng đã thông báo với các bạn là clip này mình sẽ triệu hồi tất cả những con rồng VIP á, nên là nó sẽ ra khá lâu, nên là các bạn thông cảm với mình nha. Dù sao thì mình làm cái clip chủ yếu là mình muốn coi những con rồng VIP mà nó như thế nào ấy các bạn. Thì hiện tại là các bạn đang ở cái vị trí của cái con rồng con mẹ và ba đứa con của con thằng hết cấp ấy các bạn. Nó bị lát nữa rồi. Thì các bạn biết vì sao mà mình lại thích chơi trò này không? Lúc đầu là mình đối với mình đây là một game hoàn toàn bình thường thôi. Mình nghĩ là mình chơi 1 tập 2 tập xong mình nghỉ à. Chứ mình không ngờ rằng cái trò chơi này nó lại hay đến như vậy. Tại vì game này cũng là một cái game cũ cách đây 5-6 năm rồi. Không ngờ mình moi ra thì mình thấy là cái trò này nó lại hay đến như vậy. Thì có nhiều người gọi mình là chuyên gia đào mộ các bạn. Kiểu như những cái game mà người ta chơi rồi cũng chả ai quan tâm hết. Kiểu như có rất là nhiều YouTuber khác chơi rồi và cảm thấy cái game nó dở ẹt à. Không đến khi mà mình lấy ra mình chơi thì mình lại kiểu như là mình biến nó trở nên là một cái con game rất là hay. Thì không biết cái điều này các bạn có công nhận hay không, nhưng mà thật sự theo mà mình đánh giá là cái trò này trước nay nhiều YouTuber chơi dở ẹt à, đúng không các bạn? Nhiều YouTuber chơi cũng bình thường, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà sao tự nhiên mình chơi cái mình thấy nó hay quá trời luôn. Và đây là một series mà nói chung là mình thích nhất. Chứ nó cũng
có nhiều cái là nhiều series khác mà mình làm đầu tư lắm chứ, nhưng mà cái series này chỉ vô chơi những con rồng thường thôi mà lại cái mình lại thích đó, và các bạn cũng thích nữa. Ôi cái chuồng ấy chứ, cái chuồng này ở trong này là đúng luôn ấy các bạn. Cái chuồng đã chết các bạn ơi, con rồng tỉnh. Con rồng tỉnh bơ. Con rồng này chắc ăn ăn không thôi, đứng yên chỗ luôn à. Quái à. Con rồng quái trời các bạn. Đi đây đi học rồi, đi học rồi. Đi học đi học. Đi qua nhà Academy học võ đấy. Con rồng quái các bạn ơi, Trang đứng ăn vậy thôi à. Ok. Nói chung đây cũng rất là đặc biệt, ở trong cái khu rừng lá đỏ là đúng luôn rồi. Rồi còn con Prebum nào nữa không? Sắp hết rồi đấy các bạn. Những cái trang cuối cùng rồi mà. Đấy là mình hết là chịu hồi hết tất cả Prebum mà có thể được đó nha. Cái con này là mình để quay clip cho các bạn coi rồi đúng không? Cái con Hamfit đây nè. Con này tiếng hóa cho ta. Đây à, chưa, con này chưa tiếng hóa. Một con rồng xương. Nó cũng là rồng hai đầu ấy các bạn. Nó cũng được họ rồng hai đầu. Nhưng mà con này thì ăn xong nhảy xương tùm lum thôi chứ không có giúp hết được gì cho đời. À, cái chuồng của nó thì nó cũng hơi đẹp rồi các bạn. Ok. Quay lại bên kia. Những cái ngôi nhà của chúng ta đẹp ghê không? Đây, khu của cái con này nè các bạn. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với con rồng như là cuối cùng luôn các bạn. Con rồng premium cuối cùng. Đó là con Dynamozo. Thì ở tập trước á, là các bạn là có nhớ là mình có đưa một cái con vào trong cái bộ năm những con rồng nguyên tố. Và nó là thuộc họ của con rồng này nè các bạn nhớ không? Đấy, nó thuộc họ của con rồng này nè. Thì mình nợ các bạn là không cho nó ăn á, không cho nó lớn á. Thế như là mình ok, mình muốn cái clip này sẽ là con này nằm trong đó luôn. Ok. Sao gan lên level 3 lớn rồi. Cái điều đặc biệt của con này thì nó không đẹp bằng cái con ở dưới. Các bạn, nó không đẹp bằng con ở dưới. Tại vì nó không có hiệu ứng các bạn. Nó chỉ có màu đẹp thôi. Nhưng mà nó không đẹp bằng con ở dưới. Và nó không to hơn là bởi vì các bạn biết sao không? Con này level 124 rồi. Con này level cái level 3, biết sao nó to hơn được. Thì mình có lời chê nhà phát hành nha. Nhân viên của nhà phát hành game á, thì những con ở trên á, những con ở trên á thì làm rất là đặc sắc về hiệu ứng. Và cái chuồng nó có effect tùm lum la hết. Lúc ở dưới á, thì vẽ đẹp nhưng mà không có làm hiệu ứng các bạn. Các bạn để ý không, những con rồng ở dưới là nhà phát hành là không có làm cái những hiệu ứng. Ok, thì bây giờ mình sẽ check lại coi thử là còn sót con rồng premium nào không nha. Rồi các bạn cùng chết với mình luôn đi, clip lỡ dài rồi, cho nó dài tối đa luôn đi. Ok, mình sẽ đi chậm rồi. Các bạn coi con nào mà chưa có thì các bạn comment nha. Đấy, ba con này có rồi nè. Đấy, bấm xuống nè. Rồi, đi bằng chuột đây. Trang 2, ok. Trang 3, 4, mấy con này có rồi. 6 nè, có rồi nè. Con này có luôn. Con này làm luôn rồi. Làm luôn, ok. Những cái con mà ba cái con này là mình có luôn. Những con nào có là mình làm hết rồi anh em ơi. Đấy, hai con này có luôn, ok. Đi thì cho nó chắc nè. Ok, hai con này có luôn. Cái con premium là có hết rồi. Con này có luôn, con bộ tư tập màu hồng. Con phân này này có luôn trong đội những con rồng nguyên tố. Chỉ có cái con mắt medal này là nó không có các bạn à. Sau này mình sẽ làm rip riêng về con đó nên nó quá hiếm. Ok. Thì hai con này là có luôn nè. Những con premium nó cũng không có nhiều đâu các bạn, nó không có nhiều. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ đến với con này. Con này thì Hunter Bow nãy. Con trong bộ những con rồng nguyên tố. Nắm giữ năng lượng điện đó các bạn. Ok, con Gradider đây, cái con này trong bộ Whispering Dead á, mình cũng làm rồi, con này có luôn. Đấy, còn con băng này nè, con băng này lúc nãy nè. Rồi, lỗi mạng nữa. Ok các bạn, thì sorry anh em vì cái clip nó khá là dài.
mình cũng vừa mới kiểm tra xong hết tất cả những con rồng ở trong trò chơi này á. Thì Lì đã triệu hồi xong hết tất cả những con rồng VIP, những con rồng premium mà có hiệu ứng đẹp nhất cho các bạn coi. Thì mong rằng các bạn sẽ thích video clip này. Và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho mình thật nhiều để mà tập sau á, mình sẽ có động lực để mà triệu hồi cái con rồng mà huyền thoại cuối cùng nha các bạn. Thì nãy giờ là có mấy bộ sưu tập nào đẹp đẹp là mình cũng show cho các bạn coi hết rồi. Đấy, cái con rồng đẹp đẹp là cho các bạn coi hết rồi. Ok, thì nếu mà anh em thích á, thì nhớ cho mình một like và một đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi những clip mà rất là dài của mình. Bye bye nha.